Các giám sát lưu ý ạ, thủ môn phải khác màu áo. Quần màu khác cũng được, nhưng mà các cầu thủ thì phải cùng màu áo. Và để chúng tôi đề nghị tất cả cầu thủ chúng ta tỏ dây chuyền nhẫn có thể ảnh hưởng đến tổ chức thi đấu. Tùng Hoa không mặc quần à? Có quần xanh đâu. Chúng tôi đề nghị các trọng tài và các giám sát khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, bởi chúng ta cùng ra sân cùng một lúc ạ. Rất nhiều sân đã xong rồi và chờ đợi các sân vẫn chưa xong thủ tục. Tất cả áo cam quần xanh thôi, quần cam. Sân 9 khẩn trương lên ạ. Sân 10 khẩn trương lên. Em bên này mà mặc áo tao thấy này trùng không? Vui gì? Đủ thôi. Và do công tác chuẩn bị cũng như lần đấu đầu tiên thì thay mặt ban tổ chức chúng tôi gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của các đội bóng, các cầu thủ, các cổ động viên và ban đạo các đội bóng cũng như các đơn vị tài trợ, các đơn vị truyền thông. Và chúng ta cùng phối hợp cũng như chia sẻ với ban tổ chức để chúng ta chuẩn bị tốt nhất để các cầu thủ ra sân. Và chúng tôi đề nghị các giám sát và trọng tài quyết liệt đây ạ. Chú nào mang hai lá cờ không mang. Sân số 3 khẩn trương lên ạ. Giám sát sân số 3 khẩn trương lên và trọng tài. Phải đâu bẻ phát ra nó sẽ ra. Cố bẻ phát cái mà. Vâng, hỗ trợ đồng áo bít ra sân số 2. Lực lượng nhận bóng và hậu cần hỗ trợ đưa một lá bít ra sân số 2. Còn anh Phú Sơn nữa, còn anh Phú Sơn. Anh Phú Sơn đang ra ô tô lấy đồ. Ôi, em vào thay luôn. Vào. Con này xuống kiểu gì? Vừa các giám sát bắt đầu báo đàm đi ạ. Bắt đầu từ sân số 4 đi, các giám sát báo đàm đi. Nhiên anh cởi đây nào. Đấy cởi đấy, cho cái này xuống trước này. Đấy cởi sau. Từ đấu riêng. Bóng ra sân phút xanh rồi. Bóng này to rồi đấy, nhỏ. Đấy xe này nhỏ rồi không? Thả đi. Sân 3 thì mở kia. Con nữ còn nhỏ hơn đúng không? Con người con nhỏ có màu xanh dương không? Đây ngồi đây con này. Đúng 2 phút nữa chúng ta sẽ ra sân. Chúng tôi đề nghị các trọng tài cũng như giám sát sẵn sàng ạ. Với thời gian thi đấu của giải Nam sẽ là 30 phút một hiệp, của giải Nữ là 25 phút và Legend là 20 phút. Thay người thoải mái, tuy nhiên phải đúng điều kiện và vào đúng vị trí của giám sát. Và chúng ta phải làm thủ tục đăng ký trước ạ. Giải Nữ xong chưa? 4-5 xong chưa? Lý Dừng xong chưa? Lý Dừng sân số 2. Vâng ạ, xin mời trọng tài cũng như tất cả các cầu thủ, các đội bóng chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ạ. Nhiệt liệt chào mừng các đội bóng ra sân ở loạt thi đấu đầu tiên Cúp bóng đá mùa xuân người Yên Hà Nội lần thứ 20 năm 2024. Vâng, ngày hôm nay các cầu thủ là cán bộ nhân viên của các đơn vị tài chính ngân hàng trên địa bàn thủ đô sẽ được gặp nhau tại trên sân bóng, sẽ được gặp nhau một cơn thu nhỏ của ngành ngân hàng tại sân VD3. Và xin mời tất cả quý vị khán giả có mặt tại sân hãy dành cho các cầu thủ một tràng vỗ tay thật lớn đâu ạ. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi gửi lời cảm ơn và gửi lời chào đến toàn thể khán giả đã đến với giải đấu. Chúc cho cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu mạnh mẽ, cầu nguyện cho khán giả những trận cầu hay và những bàn thắng đẹp. Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một buổi chiều thứ Bảy có nhiều niềm vui. Những đội bóng thắng cuộc thì chúng ta sẽ rất vui rồi, nhưng những đội bóng thua cuộc cũng không sao cả. Bởi đây chỉ là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội với giải đấu. Khán giả vẫn luôn là niềm tự hào của các cầu thủ. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả, là những đồng nghiệp, là những người thân đã đến với giải đấu. Chúng ta hãy cùng hò reo, cổ vũ cho những người bạn, những cầu thủ ta có thể thi đấu tốt hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Tám trận đấu sẽ được diễn ra ở loạt thi đấu đầu tiên và chúng ta cùng chờ đón những bàn thắng đầu tiên tại giải đấu mùa xuân ngành Yên Hà Nội lần thứ 20 năm 2024. Thời tiết đang hết sức ủng hộ cho các cầu thủ thi đấu. Và một lần nữa thì xin mời tất cả quý vị khán giả hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón giải bóng đá Cúp mùa xuân ngành Yên Hà Nội lần thứ 20 năm 2024. Thành ơi, nhẹ thôi nhá. Bóng đỏ. Bóng đỏ anh, bóng đỏ anh hôm nay anh. Thế thay bóng này là lấy bóng nào anh? Thay bóng thì lấy bóng nào? À, tập trung nha. Quý vị và các bạn thân mến, một buổi chiều thứ Bảy, một buổi chiều cuối tuần và chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của Cúp bóng đá Legend mùa xuân ngành Ngân hàng Hà Nội lần thứ 20 năm 2024. Một giải đấu lâu đời, lần thứ 20 giải đấu này được tổ chức. Ở mùa giải năm nay nó được khởi tranh và được diễn ra ở trên sân bóng VD3 thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trước mắt quý vị và khán giả thân mến sẽ là trận đấu khai mạc, trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Cúp bóng đá Legend mùa xuân. Ở giải đấu của ngành ngân hàng mùa xuân năm nay, chúng ta sẽ có sự góp mặt của 6 ngân hàng thi đấu ở 3 nội dung. Đó là nội dung dành cho nam, nội dung dành cho nữ và cuối cùng đó là nội dung dành cho các lão tướng trên 40 tuổi mà chúng ta thường gọi nôm na đó là nội dung Legend. Và những hình ảnh trực tiếp của chúng ta đang đến ở nội dung Legend. Cuộc đối đầu đầu tiên ở nội dung này giữa đội bóng ABBank và cao thủ LPBank. Trận đấu này được diễn ra ở trên sân số 2 của sân VD và như vậy là tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên để trái bóng chính thức được lăn ở trên mặt cỏ của sân bóng VD3. Hiệp 1 trận đấu giữa đội bóng Legend ABBank và cao thủ Legend LPBank đã chính thức được diễn ra. Bước vào hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Legend ABBank sẽ thi đấu với bộ trang phục áo vàng quần vàng là những người bảo vệ khung thành phía bên tay phải màn nhỏ trong những phút đầu tiên của hiệp 1. Còn ở phía đối diện của họ đó là sự góp mặt của cao thủ bên phía LPBank với bộ trang phục áo nâu và quần màu nâu. Để tiện cho quý vị khán giả có thể theo dõi trận đấu này một cách thuận lợi nhất thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của cả hai đội bóng. Bên phía cao thủ của ABBank, đội hình của họ gồm có thủ môn trong khung thành mang áo số 26 Đinh Công Thắng. Phía bên trên bao gồm số 2 Lại Hồng Thủy, số 3 Lương Phú Sơn, số 20 Nguyễn Thanh Tùng, số 31 Lê Tuấn Anh, số 33 Đỗ Thế Khương và cuối cùng là đội trưởng mang áo số 82 Vũ Xuân Tuấn. Ở phía bên kia truyền tuyến, các cầu thủ bên phía LPBank, đội bóng Legend của họ sẽ thi đấu với thủ môn mang áo số 1 Lý Công Hùng. Ở phía bên trên bao gồm số 6 Nguyễn Văn Bả, đội trưởng mang áo số 10 Vũ Quốc Khánh, số 16 Lê Đại Hưng, số 39 Hà Mạnh Thắng, số 84 Vũ Tiến Thảm và cuối cùng là số 88 Triệu Thanh Tú. Như vậy là vừa rồi trọng tài đã cắt còi cho một tình huống đá phạt đến với các cầu thủ của Legend ABBank. Lúc này thì người đang đứng trước bóng bên phía ABBank đó là sự góp mặt của đội trưởng Vũ Xuân Tuấn. Tình huống đá phạt nhanh, tuy nhiên thì trọng tài yêu cầu các cầu thủ bên phía ABBank phải thực hiện lại pha đá phạt này. Một lần nữa thì trọng tài có những nhắc nhở đối với đội trưởng của Legend ABBank, đó là vị trí của Vũ Xuân Tuấn. Và như vậy là bây giờ thì người đá phạt sẽ được chuyển lại dành cho Lại Hồng Thủy. Khoảng cách của tình huống đá phạt này vẫn là rất xa. Cú dứt điểm, đó là cú đá đầu tiên của trận đấu được tung ra bởi các cầu thủ nhìn với ABBank. Chèo bóng đi với một lực khá tốt, tuy nhiên thì nó vẫn thiếu đi sự chính xác để có thể hướng thẳng đến khung thành của các cầu thủ bên phía LPBank và thủ môn của họ đó là Lý Công Hùng. Ở nội dung Legend của giải đấu này thì mỗi hiệp đấu chúng ta sẽ thi đấu trong khoảng thời gian là 20 phút. Ở nội dung của nữ thì khoảng thời gian là 25 phút và cuối cùng ở nội dung của nam sẽ thi đấu với khoảng thời gian là 30 phút. Như chúng tôi đã nói thì đây là một lượt đấu trong khuôn khổ Cúp Legend. Vì vậy mỗi hiệp đấu của chúng ta sẽ diễn ra tương đối ngắn, chỉ trong khoảng 20 phút mà thôi. Cơ hội đá phạt sẽ dành cho các cầu thủ bên phía LPBank. Cú đá thẳng khá nguy hiểm. Cú đá đưa bóng đi xuyên qua rào. Tuy nhiên thì đáng tiếc là chè bóng lại hướng thẳng đến vị trí của thủ môn bên phía các thủ ABBank đã lựa chọn. Quý vị khán giả thân mến, giải bóng đá Cúp Mùa Xuân ngành ngân hàng Hà Nội lần thứ 20 là một giải đấu lâu đời. Lần thứ 20 giải đấu được tổ chức và đối với ngành ngân hàng thì đây luôn được coi là một sân chơi rất lớn, nơi mà những người đồng nghiệp với nhau trong lĩnh vực nhà băng có thể có những cơ hội để gặp gỡ, có những cơ hội để giao lưu và có những cơ hội để rèn luyện thể lực, rèn luyện sức khỏe của mình ở trên sân bóng cùng với môn thể thao vua. Một giải đấu chất lượng được tạo nên từ những người đồng nghiệp, từ những người làm cùng một lĩnh vực ở các ngân hàng khác nhau. Và trong những lần được tổ chức, giải đấu đã luôn đem đến một sức hút rất lớn, luôn đem tới được những giây phút bùng nổ, những giây phút cảm xúc và rất nhiều những niềm vui, những tiếng cười trên sân. Thêm một pha đá phạt nữa. Bóng vẫn còn đối với các thủ bên phía LPBank. Không được. Đối với ngân hàng LPBank thì đây cũng là một ngân hàng có phong trào thể thao, cùng với đó là có được một tình yêu bóng đá rất to lớn. Chúng ta có thể thấy đội bóng này, đoàn ngân hàng này cũng đã là nhà tài trợ cho rất nhiều các đội bóng tên tuổi trên giải đất hình chữ S, mà trong đó chúng ta có thể kể ra như LPBank Hoàng Anh Gia Lai, hay cùng với đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và cả câu lạc bộ Công an Hà Nội nữa. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt dành cho Legend LPBank ở bên phía check về hành lang cánh trái để tấn công của họ. Khoảng hơn 5 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và lúc này những diễn biến ở cặp đấu giữa ABBank và LPBank đang chứng kiến khá nhiều những pha đá phạt. Cú đá thẳng khá nguy hiểm. Đó là tình huống vung chân đưa bóng đi với lực cực kỳ căng. Bóng đi sát sạt với cột dọc khung thành và vừa rồi nó khiến cho các cổ động viên và cầu thủ bên phía ABBank có lẽ là phải thót tim. Và ngăn cản tốt đến từ một cầu thủ bên phía đội bóng áo nâu LPBank. đó là sự xuất hiện của Vũ Tiến Thản. Trận đấu giữa hai đội bóng Legend ABBank và cao thủ Legend LPBank của chúng ta đang được tường thuật trực tiếp trên kênh sóng của Kết Nối Bóng Đá. Đây là trận đấu, đây là giải đấu mà được đội ngũ tổ chức, ban tổ chức đó là công ty truyền thông thể thao và sự kiện FAG ghi hình không vào. Đây có lẽ là cơ hội rõ ràng nhất được tạo ra kể từ đầu trận đấu tính đến điểm hiện tại. Một pha phối hợp ở hành lang biển, một tình huống chồng cánh và người dứt điểm cuối cùng là Trương Thanh Tú. Tuy nhiên đáng tiếc khi mà những khoảng trống đã được mở rộng ra trước mắt của Thanh Tú thì cầu thủ mang áo số 88 lại không thể thành công trong việc làm rung mảnh lưới của các cầu thủ bên phía ngân hàng ABBank. Đây là giải đấu được tổ chức bởi FAG và đơn vị truyền thông của giải đấu. Những người đang thực hiện buổi quay phát trực tiếp của trận đấu này đó là C4 Studio. Rất hân hạnh được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang góp mặt ở trên kênh sóng trực tiếp, cũng như toàn thể các quý vị khán giả đang góp mặt ở trên sân bóng VD3 và theo dõi những trận đấu trong khuôn khổ của Cúp bóng đá mùa xuân ngành ngân hàng Hà Nội. Liên tục là những pha áp sát nguy hiểm, đối mặt qua được cả thủ môn và đây là cú đá cuối cùng và lăn xả ngay trước ngưỡng cửa khung thành để cứu thua dành cho các thủ ABBank. Trước đó là nỗ lực lấy bóng và sau đó là đường truyền rất hay. Người lấy bóng là đội trưởng Quốc Khánh và người dứt điểm cuối cùng là Đại Hưng. Nhưng đáng tiếc là cú đá cuối cùng của Đại Hưng vẫn chưa thể chiến thắng được sự bộc lót đến từ một hậu vệ bên phía ABBank. Những pha xử lý và phối hợp trước đó của Quốc Khánh cùng với đó là Đại Hưng đã là rất hay. Đặc biệt là ở vị trí của Quốc Khánh, anh đã có một tình huống áp sát rất nhanh ngay trước mép vòng cấm, lấy bóng, đi bóng qua người một hậu vệ bên phía các thủ áo vàng và sau đó tung ra một đường chuyền thuận lợi. Đại Hưng cũng đã rất nhanh chân trong một tình huống qua người, nhưng đáng tiếc khi mà khung thành đã mở rộng thì một hậu vệ bên phía ABBank vẫn có đủ tốc độ để băng về trong tình huống truy cản của mình. Một đường bóng dài của các thủ LPBank. Trong khoảng gần 10 phút đầu tiên của trận đấu đã qua, chúng ta đang được thấy một thế trận tương đối ổn được các thủ Legend LPBank tạo ra, giành về phía khung thành của ngân hàng ABBank. Như chúng tôi đã nói thì ở nội dung Legend sẽ là nơi các thủ trên 40 tuổi thi đấu, và ở nội dung này chúng ta cũng sẽ được chứng kiến rất nhiều các vị lãnh đạo của các ngân hàng có dịp gặp mặt nhau ở trên sân bóng. Một thẻ vàng cũng vừa được trọng tài rút ra. Thẻ vàng được rút ra dành cho cầu thủ mang áo số 2 bên phía Legend ABBank, đó là vị trí của Lại Hồng Thủy. Trong phút đã qua, khi góp mặt ở hàng phòng ngự bên phía các thủ ABBank thì Hồng Thủy cũng đã đóng góp được khá nhiều trong việc che chắn trước ngưỡng cửa khung thành của thủ môn Công Thắng. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt ở cự ly rơi vào khoảng gần 20 mét. Nguy hiểm và bàn mở tỷ số đã được ghi dành cho cầu thủ Legend LPBank. Một bàn thắng xứng đáng, điều gì đến cũng đã phải đến. Một pha phẫu đá phạt, bóng được chọc khe rất hay lên vị trí của cầu thủ mang áo số 6 Nguyễn Văn Ba. Nhịp khống chế bóng của Văn Ba là gọn gàng và sau đó là cú dứt điểm tinh tế, đánh bại hoàn toàn những phản xạ của thủ môn Đinh Công Thắng bên phía Legend ABBank. Phút thiếu thứ 11 của trận đấu và bây giờ những lợi thế đã được giành về đối với ngân hàng LPBank. Một nửa thời gian đầu tiên của hiệp một trận đấu trôi qua, với lúc này đội bóng áo nâu là những người nắm giữ được lợi thế. Hồng Thủy, Lại Hồng Thủy đã bị phạm lỗi. Vừa rồi thì người đã có pha truy cản đối với Hồng Thủy, đó là vị trí của Thanh Tú. Khá nguy hiểm. Tiếp tục là những vòng khó chịu. Hai pha bóng liên tiếp mà thủ môn Lý Công Hùng bên phía các cầu thủ LPBank phải làm việc vất vả. Những tình huống bóng đi cầu âu rót vào góc cao khung thành của các cầu thủ LPBank. Và rõ ràng nếu như không có sự tỉnh táo cũng như sự tập trung của Đinh Công Hùng thì mảnh lưới của đội bóng áo nâu có nguy cơ rất cao đã phải rung lên. Nỗ lực thoát đi đó đến từ vị trí của đội trưởng Quốc Khánh. Sẽ tiếp tục có thêm một tình huống đá biên nữa được dành về đối với đội bóng áo nâu. Đánh đầu. Khoảng trống đã để lộ ra trước khung thành của các cầu thủ ABBank. Và lập tức thì ngân hàng LPBank biết cách để đánh vào những điểm hở đó. Và đánh đầu cận thành. Tuy nhiên thì trái bóng vẫn chưa thể tìm đến khung thành của các cầu thủ ABBank lần thứ hai trong trận đấu này. Và ngay lập tức thì bên phía đội bóng áo vàng đã đưa ra sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Người vừa đưa vào sân đó là cầu thủ mang áo số 78 Mạnh Hà. Có thêm một tình huống đá phạt nữa dành cho đại diện đến từ ngân hàng ABBank. Khi mà những tình huống bóng sông chưa thể đem lại được những sự hiệu quả thì ở những phòng cố định như này, ABBank hoàn toàn có thể chờ đợi, hoàn toàn có thể trông chờ vào chân sút đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng này. Chúng ta hẳn còn nhớ ở tình huống đá phạt trước đó thì ABBank cũng đã tạo ra được những sự nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Đây là một đòn hồi mã thường được dành cho cầu thủ LPBank. Vẫn đang là đội trưởng của họ và xử lý không thành công. Ở độ tuổi ngoài 40, tuy nhiên thì lúc này đội trưởng Vũ Quốc Khánh bên phía các cầu thủ Legend LPBank vẫn đang cho thấy được sự dẻo dai của mình. Sẽ có thêm một tình huống đá biên nữa được dành về với các cầu thủ bên phía LPBank. Khống chế bóng rất gọn gàng. Vẫn đang là một đường chuyền. Cơ hội. Làm gì? Cú đá. Cú dứt điểm hơi nhẹ và không thể đánh bại được thủ môn Công Thắng, người vừa tung ra một tình huống đi bóng và sau đó là cú dứt điểm. Đó là vị trí của Hà Mạnh Thắng. Tình huống mà một mình Mạnh Thắng đối đầu với ba hậu vệ của các cầu thủ ABBank. Và anh cũng đã rất nỗ lực cho tình huống xử lý của mình. Đây là Mạnh Thắng. Đường chuyền không thành công của cầu thủ mang áo số 39. ABBank đang tỏ ra tương đối khó khăn để có thể triển khai bóng lên phía trên. Nhưng đây là cơ hội! Và tỷ số được cân bằng 1-0. Rất bất ngờ. LPBank tỏ ra vượt trội trong không tấn công nhưng rõ ràng ở mặt trận phòng ngự, đội bóng này vẫn chưa cho thấy được sự chắc chắn. Một pha bóng mà tiền đạo bên phía các cầu thủ ABBank, vị trí của đội trưởng Vũ Xuân Tuần là người đã băng vào. Pha áp sát của Xuân Tuần đối với thủ môn Công Hùng bên phía các cầu thủ LPBank. Và ngay lập tức khi mà trái bóng ói ra từ chân của Công Hùng, cầu thủ mang áo số 82 đội trưởng của Legend ABBank đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Khoảng 3/4 thời gian của hiệp 1 trôi qua và lúc này đã có hai bàn thắng được ghi chia đều cho cả đôi bên. Cả hai đội trưởng của hai đội bóng đều là những người đã để lại những dấu ấn trong trận đấu này. Đối với các cầu thủ ABBank thì đội trưởng họ Xuân Tuần là người vừa có được bàn thắng để cân bằng tỷ số. Còn bên phía Legend LPBank thì đội trưởng áo số 10 Vũ Quốc Khánh là người đã có được một tình huống lấy bóng và sau đó là kiến tạo thuận lợi. Tiếp tục sẽ có thêm một tình huống đá phạt. Bấm bóng. Đó lại là sự xuất hiện với tình huống dứt điểm của Quốc Khánh. Chúng ta một lần nữa được xem lại tình huống đá phạt rất có ý đồ của Quốc Khánh. Bóng đi không mạnh, tuy nhiên thì hướng đi của nó là khá khó chịu. khi trái bóng vượt qua hàng rào và hướng về góc cao khung thành của các cầu thủ bên phía ABBank. Thủ môn của các cầu thủ ABBank trong tình huống vừa rồi cũng đã rất nỗ lực trong tình huống truy cản của mình. Và bây giờ thì anh bị đau sau khi va chạm với một cầu thủ của đội nhà. Ngày hôm nay thì đứng trong khung thành của các thủ Legend ABBank, đó là sự xuất hiện của thủ môn mang áo số 26 Đinh Công Thắng. Còn đây là tình huống có được bàn thắng để cân bằng tỷ số đến từ cầu thủ bên phía ABBank. Một pha băng vào và áp sát rất nhanh để chiếm lấy những lợi thế, và sau đó là tình huống đưa bóng vào khung thành của đối phương LPBank khi mà khung thành của họ đã bỏ trống. Đó là tình huống cho thấy được sự kinh nghiệm của đội trưởng Xuân Tuần. Còn bây giờ chúng ta sẽ được nhìn lại tình huống mà các cầu thủ bên phía LPBank đã ghi bàn. Người kiến tạo đó cũng là một người đội trưởng khác, Vũ Quốc Khánh. Và Đại Hưng chính là người đã điền tên mình lên bảng tỷ số trong pha bóng đó. Như vậy là bây giờ thì thủ môn Công Thắng bên phía ABBank đã có thể đứng dậy và tiếp tục đối với trận đấu này. Ở một ngưỡng tuổi trên 40, tuy nhiên thì chúng ta vẫn được nhìn thấy khả năng thi đấu cũng như là sự nhiệt huyết được các lão tướng của các ngân hàng đem đến. Họ đang đem đến cho những khán giả, những người xem chúng ta những diễn biến vô cùng hấp dẫn và khó để rời mắt. Thêm một lần nữa thì trái bóng lại hướng về khung thành của các thủ LPBank. Và thủ môn bên phía đội bóng này cũng đã phải có một tình huống đập bóng. Đó có lẽ là nỗ lực chuyền dài ngay từ phần sân nhà. Bóng không đã chạm vào bóng ai và phần nào đó đã khiến cho thủ môn của LPBank giật mình. Vừa rồi là lỗi biên. Và quyền đá biên sẽ được chuyển lại đối với các cầu thủ của đội bóng áo nâu. Đường chuyền là hơi dài. Tiếp tục có thêm một đường chuyền dài nữa, nhưng lần này thì trái bóng đã đi hết đường biên ngang. Sau khi nhận thấy những điểm yếu của các thủ bên phía LPBank trong việc bóng bổng thì các thủ LPBank đang triển khai bóng khá nhiều bằng phương pháp này. Nhưng vừa rồi là một tình huống chuyền hỏng tai hại đến từ các thủ bên phía LPBank. Bây giờ thì những người vượt lên dẫn trước đó lại là đối phương ABBank. Tình huống cắt bóng rất nhanh và sau đó khi mà không có bất cứ một sự truy cản nào, Xuân Tuần, đội trưởng bên phía ABBank một lần nữa là người điền tên mình lên bảng tỷ số. Tình huống bắt bài đường chuyển, sau đó là một nhịp khống chế bóng gọn gàng, đẩy một nhịp bóng về phần chân thuận của anh. Và cuối cùng là một cú dứt điểm rất căng, đánh bại hoàn toàn những phản xạ của thủ môn Công Hùng. Ngày hôm nay rõ ràng bên phía cầu thủ Legend ABBank, Xuân Tuần đang đem đến một sự khác biệt thực sự phía trên hàng cổng. Sẽ lại có thêm một tình huống phạt góc nữa được giành về đối với các cầu thủ áo vàng. Sau khi có được bàn thắng cân bằng tỷ số thì lúc này ABBank đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều so với những gì họ thể hiện ở những phút đầu tiên của trận đấu, nơi mà LPBank mới là những người làm chủ được thế trận. Đường chuyền dài được thực hiện bởi Thanh Tú. Cười! Vào! Bây giờ thì tới lượt bóng bổng là thứ vũ khí được các thủ LPBank thực hiện và đã thực hiện thành công. Đường chuyền dài đã khiến cho thủ môn bên phía cao thủ ABBank lung tung. Tình huống áp sát của Vũ Quốc Khánh, đội trưởng bên phía LPBank chính là mấu chốt khiến cho thủ môn bên phía các thủ ABBank không thể có được một pha bóng tốt. Và bàn thắng vừa rồi có lẽ được tính dành cho vị trí của Triệu Thanh Tú. Tình huống mà Thanh Tú đã có một đường chuyền dài chủ đích nhắm đến người đội trưởng của mình. Nhưng khi mà thủ môn bên phía đối phương đã băng ra rất nhanh, thì bây giờ tới lượt vị trí của Quốc Khánh cho thấy kinh nghiệm của mình khi anh chủ động bỏ bóng và khiến trái bóng đi qua hai chân của thủ môn Công Thắng bên phía cao thủ Legend ABBank. 4 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1 của trận đấu. Nó là sự khẳng định cho sức hấp dẫn của giải bóng đá Cúp Mùa Xuân ngành ngân hàng thủ đô năm 2024. Ở trận đấu khai mạc và chúng ta đang được nhìn thấy những diễn biến vô cùng hấp dẫn được cả đôi bên tạo nên. Một trận đấu cống hiến thực sự. Thêm một pha đá biển nữa sẽ được giành về đối với các thủ bên phía ABBank. Và tiếp tục là bóng bổng. Trọng tài xác định không có pha phạm lỗi. Đây là Quốc Khánh. Xử lý rất dẻo. Vừa rồi là tình huống đảo chân của Mạnh Thắng. Không được. Quá người hay, Xuân Tuân. Vẫn đang là Xuân Tuân. Trọng tài xác định sẽ có một tình huống phạt góc được dành về đối với các cầu thủ của ABBank. Xuân Tuân và Quốc Khánh, hai tiền đạo, hai người đội trưởng của hai bên, và bây giờ họ đều đang trở thành những người đầu tàu trong lối chơi của đội nhà. Lần này thì cú dứt điểm từ xa của Hồng Thủy không thể đến được với khung thành của đối phương. Và đó cũng chính là những cơ hội cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu. Một hiệp đấu rất hay giữa đội bóng Legend ABBank và cầu thủ Legend LPBank đã khép lại với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội bóng. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm thời nghỉ giải lao set phút trước khi đến với những diễn biến trong 20 phút tiếp theo của trận đấu này. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng được quay trở lại với những diễn biến trong 20 phút tiếp theo của hiệp đấu thứ hai, trận đấu trong khuôn khổ Legend Cúp bóng đá mùa xuân ngành ngân hàng năm 2024, lần thứ 20 giải đấu được tổ chức. Trước mắt quý vị khán giả đang là những diễn biến ở trận đấu đầu tiên, trận khai mạc của mùa giải năm nay giữa hai đội bóng các Legend của ABBank và các huyền thoại của LPBank. Hiệp 1 của trận đấu chúng ta đã được theo dõi một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn được các thủ ABBank và LPBank tạo nên. ABBank là những người nhận phải bàn thua trước. Tuy nhiên sau đó họ đã có được cho mình liên tiếp hai bàn thắng để lội ngược tình thế trước khi ở phút thi đấu bù giờ cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Cao thủ LPBank một lần nữa tìm được bàn thắng để cân bằng tỷ số. Lúc này trải qua 20 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1, tỷ số đang tạm thời là 2-2. Vừa rồi là tình huống uy hiếp đầu tiên được các thủ LPBank tạo ra về phía khung thành của đối phương trong những diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Người vừa có tình huống băng lên và tung ra cú dứt điểm đó là Đại Hưng. Ở mùa giải năm nay của Cúp bóng đá Legend mùa xuân ngành Ngân hàng Hà Nội lần thứ 20 năm 2024, chúng ta sẽ có sự góp mặt của 6 đội bóng, đó là cao thủ Legend SeaBank, Legend SHB, Legend VP Bank, Legend LPBank, Legend Nam Á Bank và cuối cùng là Legend ABBank. 6 đội bóng đến từ 6 ngân hàng rất lớn trên 6 ngân hàng rất lớn và đã khẳng định được tên tuổi ở trong lĩnh vực của mình trên toàn lãnh thổ Việt Nam, sẽ cùng nhau góp mặt tại sân bóng VD3, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để chúng ta cùng đến với những diễn biến trong khuôn khổ Cúp bóng đá Legend mùa xuân ngành ngân hàng. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt góc nữa được dành cho cao thủ bên phía ABBank. Đánh đầu, bóng không thể đến được với vị trí của cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Tiếp tục làm cú đá nữa. Lần này thì cú dứt điểm đã đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành. Pha bỏ bóng kinh nghiệm. Đó là tình huống xử lý của Triệu Thanh Tú. Ở trong hiệp 1 của trận đấu thì Thanh Tú cũng đã để lại dấu ấn trong bàn thắng để cân bằng tỷ số 2-2 với một đường chuyền dài. Và tình huống đó khi mà Quốc Khánh băng vào gây sức ép thì thủ môn bên phía ABBank đã gặp phải những sự bất ngờ và trái bóng đã đi vào lưới. Tình huống lấy bóng tốt, cơ hội dành cho ABBank. Hơi chậm, tuy nhiên thì đây là một tình huống mà các cầu thủ bên phía LPBank cũng đã băng ra và phá bóng rất kịp thời. Tiếp tục có một đường chuyền dài. Bóng không thể đến được với các cầu thủ, những người đồng đội của ABBank. Sau khi trận đấu giữa hai đội bóng lão tướng ABBank và lão tướng LPBank khép lại, chúng ta sẽ còn tiếp tục được đến với những lượt trận tiếp theo. Vào khung giờ 16:30, đó sẽ là trận đấu của hai đội bóng Legend SeaBank và Legend của ngân hàng SHB. Đây đều là những cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi. Và quý vị khán giả thân mến, Cúp bóng đá Legend mùa xuân ngành Ngân hàng Hà Nội lần thứ 20 năm 2024 của chúng ta được tổ chức bởi công ty truyền thông sự kiện thể thao FAG, được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của Kết Nối Bóng Đá. Cùng với đó, chúng ta cũng đang được nhìn thấy những hình ảnh trực tiếp đến từ sóng quay phát và những hình ảnh đến từ C4 Studio. Gửi lời cảm ơn đến toàn thể các vị khán giả đã quan tâm theo dõi trận đấu này ở cả kênh sóng trực tiếp lẫn theo dõi ở trên sân. Và xin gửi lời chào đến toàn thể các vị khán giả thân yêu. Tiếp tục là tiếng phạt góc của ABBank. Bóng không thể đến được với những cầu thủ ở phía bên trong. Và treo bóng đã đưa bóng đi với một quỹ đạo là hơi sâu. Trong khoảng hơn 5 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua thì lúc này chúng ta đang thấy một thế trận mà cao thủ ABBank chủ động là người kiểm soát thế trận. Nó tương đối khác so với quãng thời gian đầu trong hiệp 1 của trận đấu này, khi mà LPBank mới là những người cho thấy được sự chủ động của mình. Nhưng bây giờ là một cơ hội dành cho cầu thủ áo nâu. Cú đá đã bị chặn lại bởi một cầu thủ bên phía ABBank. Tiếp tục sẽ có thêm một tình huống cố định nữa dành về đối với các cầu thủ của đội bóng màu nâu LPBank. Tú giật gót hay, nỗ lực đưa bóng vào vừa rồi của cầu thủ bên phía SeaBank sẽ đem về dành cho ngân hàng của họ thêm một tình huống đá phạt góc. Treo bóng vào. Những tình huống tranh chấp khá quyết liệt và bây giờ là cơ hội phản công được mở ra. Không được, những khoảng trống ở tuyến hai. Cú đá từ xa. Sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc sau tình huống cản phá của thủ môn bên phía các thủ ABBank. Chính xác thì có lẽ là bóng đã chạm vào chân một cầu thủ của đội bóng áo vàng và khiến trái bóng đi đổi hướng. Vừa rồi thì Tiến Thản là người đã tung ra được cú đá. Lấy bóng rất hay, phản công. Một lần nữa thì trái bóng đã bị chặn lại bởi đôi chân của các cầu thủ bên phía LPBank. Phạt qua người. Đường chọc khe không thể đến được với cầu thủ ở phía bên trên. Và sau đó thì cầu thủ bên phía ABBank cũng đã có một tình huống đỡ bóng lỗi. Đứng trước bóng trong tình huống đá biên này sẽ tiếp tục là Thanh Tú. Đường chuyền không thành công của Thanh Tú. Ý định của Thanh Tú đó là tạo ra một đường chuyền đổi biên. Đáng tiếc là người đồng đội của anh đã sẵn sàng cho một tình huống băng vào phía bên trong vòng cấm để thực hiện pha đánh đầu. Và trong một tình huống mà hai cầu thủ bên phía ABBank không hiểu ý nhau thì trái bóng đã trôi đi hết đường biên dọc, trong sự tiếc nuối đến từ các cầu thủ đội bóng áo màu nâu. Sẽ có thêm một tình huống đá biên nữa được dành cho các cầu thủ của ABBank. Trung Kiên sẽ là người thực hiện pha bóng này. Trung Kiên cũng vừa đưa vào sân ở những phút đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai. Ở trên giấy tờ thì anh là đội phó của đội bóng. Tiếp tục làm pha mất bóng đối mặt. Nhưng đáng tiếc lần này trái bóng lại không đi vào khung thành của cầu thủ bên phía LPBank. Pha bỏ lỡ rất đáng tiếc đến từ đội bóng áo màu vàng. Những nỗ lực lấy bóng trước đó là cực kỳ đáng khen và đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự bên phía LPBank, đặt người đồng đội vào một tư thế dứt điểm vô cùng trống trải. Nhưng vừa rồi trong một pha bóng mà cơ hội đã được mở ra rất rõ ràng với một tình huống đối mặt. Và khi mà trước mặt của tiền đạo bên phía ABBank chỉ còn duy nhất một người nữa mà thôi, đó là thủ môn Công Hùng bên phía LPBank. Thì đáng tiếc cầu thủ này lại không thể đưa được trái bóng vào lưới và nâng tỷ số lên 3-2 dành cho các cầu thủ nhà ngân ABBank. Sẽ có thêm một tình huống đá biên nữa và người thực hiện đó sẽ vẫn là Trung Kiên. Trái bóng bổng của cầu thủ mang áo số 80 và bắt bóng không thực sự chắc chắn đến từ thủ môn của LPBank, nhưng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Áp sát ngay từ phần sân nhà. Đó chính là lối đá mà cao thủ LPBank cùng với đó là ABBank đang tạo ra về phía khung thành của đối phương. Trong những tình huống mà đối phương kiểm soát bóng thì cả đội bóng hàng cổng họ đều có mong muốn tạo ra những sức ép thật nhanh, thậm chí là những sức ép đến từ ngay mép vòng cấm của đối phương để có thể đem về những tình huống bóng, những khoảng trống và tung ra những cú dứt điểm. Còn đối với trong những tình huống triển khai bóng của mình thì bóng bổng vẫn đang là ưu tiên được cả đôi bên triển khai khi họ nhận thấy những kẽ hở trong những tình huống mà hàng hậu vệ của đối phương để lộ ra trước vòng cấm khung thành. Khoảng hơn một nửa thời gian của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. Và lúc này trận đấu của hai đội bóng ABBank và LPBank vẫn đang có một kết quả cân bằng, đó là 2 đều. Cúp bóng đá mùa xuân ngành Ngân hàng Hà Nội lần thứ 20 năm 2024 được tổ chức năm nay sẽ được diễn ra từ ngày 6 tháng 4 đến hết ngày 27 tháng 4 năm 2024. Sẽ là 3 tuần thi đấu. Để chúng ta xem chính xác hơn thì sẽ là 4 tuần thi đấu, 4 ngày cuối tuần để chúng ta tìm ra những đội bóng xuất sắc nhất trong giải đấu lần này. Một giải đấu quy tụ 6 đội bóng góp mặt, 6 đội bóng đến từ các ngân hàng hàng đầu, đó là SeaBank, SHB, VP Bank, LPBank, Nam Á Bank và ABBank. Tiếng cắt bóng rất chủ động. Đường chuyền sau đó hơi sửa lưng người đồng đội, bóng vẫn còn trong cuộc. Vẫn còn cơ hội để tạo ra cú dứt điểm. Và xử lý không thành công đến từ vị trí của đội trưởng Quốc Khánh bên phía LPBank. Vẫn đang là bóng dành cho cầu thủ của đội bóng áo nâu. Người vừa chuyền bóng đó là Mạnh Thắng. Cú đá không thành công đến từ chân của cầu thủ bên phía LPBank. Tiếp tục là tìm treo bóng. Lần này thì bóng đã đi hơi sâu sau đường chuyền của Mạnh Thắng. Tiếp tục có thêm một đường chuyền dài đến từ các cầu thủ của LPBank. Tuy nhiên thì đó vẫn chưa thể tạo ra được những sự chính xác. Khác với một của trận đấu nơi chúng ta đang theo dõi 4 bàn thắng được ghi thì lúc này ở những diễn biến đã qua trong hiệp đấu thứ hai thì cả đôi bên vẫn chưa thể tạo ra được quá nhiều những cơ hội nguy hiểm và chưa có thêm bất cứ bàn thắng nào được ghi ở trong những diễn biến đã qua của hiệp đấu thứ hai. Những sự thay đổi được cả ABBank và cao thủ LPBank tạo ra mặc dù bước đầu cũng đã có những điểm nhấn, tuy nhiên thì hiệu quả nó đem lại vẫn chưa phải là quá lớn. Nhưng đây là một cơ hội. Không được. Hai nỗ lực đưa bóng vào liên tục bị chặn đứng bởi cao thủ bên phía ABBank. Và đây là câu trả lời đến từ cao thủ ABBank. Một tình huống vào bóng từ phía sau và ngay lập tức trọng tài đã cắt còi. Pha đi bóng rất tốt bên phía cánh phải và hai pha đưa bóng vào liên tục. Hậu vệ bên phía ABBank đã chơi tập trung trong tình huống vừa rồi để ngăn cản một pha bóng nguy hiểm đến với khung thành của Công Thắng và đội nhà. Và đá phạt ở cự ly khá xa, khoảng gần giữa sân. Nhưng đó vẫn là một quyết định, và có lẽ là quyết định chuyền bóng ra phía cột 2. Thời gian còn lại của trận đấu này là không nhiều. Chúng ta sẽ chỉ còn khoảng 5 phút cho những diễn biến tiếp theo. Những diễn biến cuối cùng trong trận đấu khai màn của hai đội bóng. Đó là ABBank và LPBank. Vừa rồi là một cú dứt điểm rất hay. Tình huống dứt điểm với lượt đi là cực tốt đến từ số 39, vị trí của Mạnh Thắng. Trái bóng đã đi trúng vào Công Thắng. Tình huống đá phạt tiếp theo được dành về đối với các cầu thủ của ABBank. Tiếp tục là pha bóng bổng nguy hiểm. Những tình huống ghi bàn ở trong hiệp đấu đầu tiên để bên phía ABBank được sử dụng khá nhiều đến từ những tình huống bóng bổng. Và đây vẫn đang là lối chơi được họ kiên trì sử dụng trong những phút đã qua hiệp đấu thứ hai. Nhưng lúc này thì thủ môn bên phía LPBank dường như cũng đã có những sự tập trung hơn sau quãng thời gian của hiệp đấu đầu tiên, gặp phải những sự lúng túng đến từ những đường truyền bổng. Tiếp tục là pha treo bóng. Đưa bóng rất gọn gàng. Sau đó thì đường truyền mở biển của Mạnh Thắng đã đưa trái bóng đi hơi mạnh. Nhận bóng tốt của Mạnh Thắng. Giữa sân đang có rất nhiều những khoảng trống. Đáng tiếc là một lần nữa Mạnh Thắng lại không thể đưa bóng tới một vị trí thuận lợi dành cho người đồng đội của mình. Cú đá từ rất xa. Nỗ lực xử lý và dứt điểm nó đến từ chân của cầu thủ bên phía ABBank. Vừa rồi thì rõ ràng là cầu thủ này không có nhiều lựa chọn trong tình huống xử lý của mình. Và pha dứt điểm phần nào đó chúng ta cũng có thể hiểu được. Dứt điểm tiếp. Cú đá với lực đi cực cẳng. Người đã tung ra tình dứt điểm đó là Lê Đại Hưng. Bóng đẩy ra ở tuyến này và nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Công Thắng thì mảnh lưới của ABBank hoàn toàn đã có thể rung lên lần thứ 3 trong trận đấu này. Nguy hiểm. Không được. Vẫn còn tuyến hay. Mạnh Thắng vẫn đang chờ đợi những khoảng trống được mở ra. Trận đấu của chúng ta đã dần chuẩn bị trôi đến phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và lúc này sẽ là những giây phút mà cầu thủ của cả đôi bên cần phải thực sự tập trung. Một bàn thua ở thời điểm hiện tại không khác gì một dấu chấm hết cho những hy vọng giành điểm trong trận đấu ra quần của các đội bóng. Và hàng thủ của hai bên sẽ cần phải thi đấu với một sự tập trung được đẩy lên đến mức cao độ. Thời gian còn lại là không nhiều và vừa rồi là một sai lầm. Một sai lầm đến từ phòng ngự của cầu thủ ABBank khi đã để mất bóng. Tuyến hay có những khoảng trống. Làm gì? Khoảng trống rất nhanh đã bị hai cầu thủ bên phía ABBank bịt đi. Nhưng vẫn đang là bóng dành cho LPBank. Họ cần phải đưa ra những tình huống lên bóng nhanh hơn và giàu tính sát thương hơn nếu như muốn có được cho mình bàn thắng để kết liễu trận đấu trong những phút còn lại. Thời gian thi đấu chính thức đã khép lại và chúng ta đang đến với quãng thời gian bù giờ. Mạnh Thắng. Mạnh Thắng không vào. Đây chính là những sự uy hiếp mà các cổ động viên, những nhân viên của LPBank muốn nhìn thấy ở những người sếp của mình, những người đồng nghiệp lớn tuổi của mình. Một pha đi bóng và sau đó là cú dứt điểm đưa bóng đi sát sạt cột dọc. Và sẽ có thêm một tình huống đá phạt góc nữa khi vừa rồi thì có lẽ là bóng đã chạm vào một cái bóng áo vàng trước khi hướng đi hết đường biên. Cú đá nối của Mạnh Thắng nhưng bóng đã đi hơi cao. Đây là Tuấn Anh. Đường truyền vào khu vực half space của Tuấn Anh. Và đó cũng chính là những diễn biến cuối cùng trong trận đấu này. Một trận đấu với 4 bàn thắng được ghi sau 40 phút thi đấu. Và kết quả cuối cùng thì LPBank cùng với ABBank đã cầm hòa nhau trong ngày ra quân của mình với tỷ số 2-2 đều. Kết quả này phần nào đó cũng đã lột tả chính xác những diễn biến ở trên sân. Và một điểm có lẽ cũng là kết quả có thể chấp nhận được đối với cả hai đội bóng Legend ABBank và Legend LPBank. Quý vị khán giả thân mến, ngay sau khi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu này khép lại, chúng ta sẽ còn đến với những diễn biến tiếp theo ở các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải bóng đá Cúp Mùa Xuân ngành Ngân hàng Hà Nội lần thứ 20 năm 2024. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ 60 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.